Không chỉ trên VTV, hàng loạt sao đình đám đóng táo dịp Tết Nguyên đán. Khán giả sẽ gặp các táo trên các đài truyền hình Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Đồng Tháp. Gặp nhau cuối năm, Táo Quân 2023 là thương hiệu lớn của VTV, vừa kết thúc ghi hình tại Hà Nội để chuyển sang hậu kỳ chờ phát sóng tối 30 Tết. Năm nay, chương trình kỷ niệm 20 năm ra đời mang đến một số đổi mới về cách thể hiện. Màn trầu báo cáo của các táo được thay bằng việc các táo tham gia cuộc thi táo bạo với hơn 30 táo, trong đó trọng tâm là 4 táo: Y tế, Vân Dung, Xã hội, Tự Long, Kinh tế, Hoàng Thắng, Giao thông, Trí Trung. Táo Quân 2023 gây chú ý khi có sự trở lại của nghệ sĩ nhân dân Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, mắc cả Thảo Vân sau một năm vắng bóng vì thay đổi format. Chương trình hát lại những bài hit của nhiều mùa Táo Quân trong suốt 20 năm qua như Lụt từ ngã tư đường phố, Hoàng Mang Style, Thật bất ngờ, Tình khúc nợ nần. Không chỉ trên VTV, khán giả sẽ gặp các táo trên các đài truyền hình Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Đồng Tháp. Nghệ sĩ Hữu Châu, ca sĩ Cẩm Ly sẽ vào vai Ngọc Hoàng, thiên hậu cai quản thiên đình trong Táo Xuân Quý Mão. Phục Nhân Gian, Xuân Khải Hoàn phát sóng lúc 20 giờ ngày 21 tháng 1, 30 Tết trên THVL1. Đây là lần thứ hai nghệ sĩ Hữu Châu vào vai Ngọc Hoàng, lần đầu tiên là tại Táo Xuân Canh Dần 2022. Với ca sĩ Cẩm Ly, đây là lần thứ 6 cô vào vai thiên hậu. Táo Xuân 2023 là câu chuyện đi tìm linh khí của hồ thần để chuẩn bị cho việc chuyển giao sang năm mới. Để tìm được linh khí, chư tiên phải xuống trần tìm hiểu thực tế chốn nhân gian và cùng chung sức giúp dân. Ở mỗi bối cảnh, Ngọc Hoàng phân công cho các táo phụ trách khu vực đó am hiểu kỹ địa bàn, dẫn dắt thâm nhập, va chạm với các vấn đề nổi cộm ở trần gian. Ngoài bộ ba nhà táo Đại Nghĩa, Táo Đỏ và Việt Hương, Táo Hồng, Minh Nhí, Táo Xanh, Táo Xuân 2023 còn có nhiều nghệ sĩ khác tham gia như Hứa Minh Đạt, Gia Bảo, Minh Dự, Hoa hậu Tiểu Vi, Thiên Ân, Bé Bảo Ngọc. Đài phát thanh, truyền hình Bạc Liêu và đài phát thanh, truyền hình Sóc Trăng năm nay làm hai chương trình Táo Quân là năm mới, Vận hội mới và Chuyện nhà táo Sóc Trăng dưới dạng cải lương. Chương trình được ghi hình ngoại cảnh và phát sóng vào tối 23 tháng Chạp. Sau đó, đài phát thanh, truyền hình Bạc Liêu phát lại lúc 10 giờ sáng 30 Tết và Sóc Trăng phát lại ngay tối giao thừa. Chương trình của đài phát thanh, truyền hình Bạc Liêu lấy vấn đề văn hóa làm điểm nhấn, với câu chuyện bắt đầu xuống trần gian thị sát, mê đờn ca tài tử không chịu trở về. Ngọc Hoàng sau đó thừa nhận chưa tạo được những hoạt động văn hóa đặc sắc trên thiên đình. Táo Quân của đài phát thanh, truyền hình Sóc Trăng khai thác câu chuyện dân sinh khi kể câu chuyện thiên lôi xuống trần gian, thị sát cùng táo thấu hiểu sự khó khăn của người dân. Đài phát thanh, truyền hình Đồng Tháp thực hiện chương trình Nhà Táo Du Xuân gồm 66 tập, mỗi tập dài 15 phút, phát lúc 19 giờ 35 phút trên kênh THDT1, phát sóng từ đêm 30 tới mùng 5 Tết. Đây là cuộc du hành của gia đình nhà táo, gồm táo cha, nghệ sĩ Linh Trung, táo mẹ, nghệ sĩ Hải Yến và táo con, Hồng Yến, khai thác câu chuyện, hình ảnh mừng xuân ở vùng châu thổ.